Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, may mắn và bình an. Thưa quý vị, trong chương trình xem tử vi cho tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 5 âm lịch, quý vị sẽ biết rõ hơn về vận trình tài lộc cũng như công danh sự nghiệp của mình. Phần luận giải tử vi cho tuổi Canh Thân được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, sẽ giúp cho quý vị chúng ta biết được thiên cơ, nắm bắt được những điều tốt xấu và vận hạn của mình trong tháng năm âm lịch. Qua đó giúp cho quý vị biết được những sự kiện quan trọng về công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên và gia đạo trong tháng năm tới có những thay đổi gì. Vậy thì sau đây, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Canh Thân là những người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh và thích yêu thương, chăm sóc những người xung quanh. Bản chất, họ là những người rất hiền lành, thân thiện và mong muốn làm những điều thiện, điều tốt, giúp ích cho đời. Người tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng, nhân duyên không được tốt. Đây chính là tính xấu mà bạn cần phải sửa đổi để được mọi người yêu quý nhiều hơn, cũng tốt hơn cho con đường tiến thân sau này, sự nghiệp được hanh thông thuận lợi. Vận mệnh của những người tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc, không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu, nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay thì chớ nên tiêu xài hoang phí, mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Sự nghiệp của những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 không quá thuận lợi. Vì vậy, gia chủ cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với khó khăn. Chuyện đầu tư kinh doanh chớ nên vội vàng, cần thăm dò rõ ràng tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng là yếu tố cản trở thành công, nên để tâm tới điều này. Nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh không ngừng. Nguy cơ đụng độ đào hoa ảo của bạn cũng cao hơn. Hãy chú ý giữ vững tâm lý và khoảng cách thích hợp với người khác phái, đồng thời quan tâm hơn đến gia đình. Nếu không thì rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, gây nhiều tổn hại cho gia đình. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Thân sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, kẻo xảy ra tranh chấp, cãi vã, không cần thiết với bạn đời của mình. Và nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tử vi tháng này cho thấy con đường phát triển sự nghiệp của gia chủ vướng phải quá nhiều trở ngại, ít cơ hội thăng tiến. Việc làm ăn kinh doanh đối mặt với nhiều thách thức mang tính khách quan như tác động dịch bệnh, cung cầu thị trường. Vì thế làm gì bản mệnh cũng cần phải kiên trì, quyết tâm hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và chớ vội đầu hàng trước khó khăn. Thời điểm này bạn dễ rơi vào mâu thuẫn với đồng nghiệp, cạnh tranh với đối thủ, thậm chí là bất đồng quan điểm với cấp trên. Bên cạnh việc giữ vững lập trường, bạn cũng có thể tự mình nhìn lại bản thân trước khi chê trách hoặc phê bình người khác. Nếu có lỗi sai, bản mệnh nên tự ý thức và có hướng sửa chữa, chớ nên đùn đẩy, đổ trách nhiệm cho mọi người xung quanh. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực, bi quan sẽ khiến cho tuổi Canh Thân dễ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể nào đứng dậy được. Cần tự xốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi chỉ ra rằng tình hình tài chính của những người tuổi Thân sinh năm 1980 trong tháng không được lý tưởng, con đường kiếm tiền làm giàu thêm áp lực và khó khăn chồng chất. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận giảm sút nhanh chóng. Gia chủ Canh Thân khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá.
Con giáp này có khi đang trên đà tiến bước, sắp được nhận thành quả do công sức mình bỏ ra thì lại bị nẫng tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ chẳng thể kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật, bon chen, vất vả mới thu về được tiền về tay. Vì thế mà bản mệnh cũng nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 1980 không nên lao động quá sức trong khoảng thời gian này, nếu không dễ rơi vào tình trạng lao lực khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí gây ra những tổn thương khó có thể chữa lành. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên dành một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện sức khỏe. Bạn đã bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa nên không thể coi thường các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Ngoài ra đi lại cần phải thận trọng, tránh chủ quan lơ là, kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Các quý vị gia chủ tuổi Canh Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về chuyện tình duyên trong tháng, người độc thân ít có cơ hội đến với người phù hợp. Dù là nam hay nữ, gia chủ thường xuyên rơi vào trạng thái bị động, chờ đợi người khác đến với mình. Người đã có gia đình thì cần phải kiềm chế cảm xúc nóng nảy của mình nhiều hơn, nếu không vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Có vấn đề gì xảy ra thì đôi bên cần phải chủ động trò chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn, không nên giữ mãi trong lòng hoặc khăng khăng làm theo ý của mình. Tổng quan tháng năm âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng năm âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng năm Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Canh Thân trong tháng năm âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 5 năm 2022, tức ngày 6 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 5 năm 2022, tức ngày 18 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim, Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi mà tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt với người tuổi Canh Thân trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 5 năm 2022, tức ngày 9 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 5 năm 2022, tức ngày 21 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của những tuổi sinh năm 1980 trong tháng 5 âm lịch.
phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Canh Thân. Qua đó, quý vị cũng phần nào yên tâm, vững bước qua tháng năm âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm, theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên chúng ta nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.